Rồi chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến với kênh video của mình. Hôm nay mình làm cái video để công bố kết quả bạn may mắn mà nhận được cái máy hoa sa tiêu nha. Cái này, cái máy sa tiêu mình đang lên ngày 7 tháng 9. 7 tháng 9. Rồi, có 9 comment nè. Trong đó có 3 comment hợp lệ. Là số 31 nè, số 3 nè, mấy số 3 luôn, mình sẽ tính số 3 đầu tiên nha mọi người. Rồi số 38 nè, đó, số này bạn này bốn số, mình lấy hai số cuối nha, số 38 nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở quay random nha mọi người, random.org ha. Do mình không biết ly nên thôi mình làm video up lên cho nó nhanh. Rồi mình có 3 số à, số 3, 31, 38. Mình sẽ chọn từ 1 tới 40 cho nó nhanh nha mọi người. Rồi ok, mình bắt đầu nào. 35 không có nè. Rồi 40 nè. Số 4 nè. 11 này. 26 này. 27 này, 35 này, 26 này, 32, 21, 14, 28, 8, 23, 29, 3, 17, 8, 27, 10, 30, 26, 30, 34, 31 này, 31 rồi. Chúc mừng bạn 31, bạn đầu tiên nha. Bạn này mình sẽ liên hệ, nếu sau 24 giờ mà mình không thấy bạn liên hệ mình thì mình sẽ quay tiếp cái số này nha, số sau này nha. Rồi 31, 31 là số may mắn nha mọi người. Rồi 13, 21, 13, 15, 22, 37, 26, 12, 2, 32, 39, 10, 19, 34, 25, 14, 35, 2, 39, 1, 21, 2, 7, 17, 38. Rồi, bạn tiếp theo sẽ là bạn số 38 nha mọi người. Rồi, nếu hai bạn này mà mình không nhận được thì không nhận được phản hồi liên hệ mình thì mình sẽ tặng cho những người số 3 nha mọi người. Không mình số 3 nha. Thì cái mình tặng cho mọi người, nhưng mà mình có một cái nha mọi người thông cảm nha, mình có một cái nhiều người thì muốn nhận quá nên thôi mình quay video mình nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.